Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Bình Dương luôn quan tâm đến công tác quy hoạch để tổ chức thực hiện theo các quy hoạch được duyệt, rà soát điều chỉnh kịp thời những hạn chế trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn. Bên cạnh quy hoạch thì việc quản lý phát triển đô thị cũng được tỉnh quan tâm chỉ đạo rà soát điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn. Trong thời gian tới, trên cơ sở chương trình phát triển đô thị quốc gia được điều chỉnh, tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện rà soát chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và các chương trình phát triển các đô thị trực thuộc phù hợp với giai đoạn mới, làm cơ sở tổ chức phát triển đô thị theo đúng định hướng của tỉnh. Sau 25 năm tái lập đến nay, Bình Dương có tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 82% với một đô thị loại 1 là thành phố Thủ Dầu Một, 4 đô thị loại 3 và 5 đô thị loại 5. Cùng đó là hàng loạt dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị được chú trọng đầu tư nâng cấp mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển chung, tạo nên bộ mặt đô thị khang trang. Thời gian qua, công tác quy hoạch đô thị luôn được tỉnh chú trọng. Ngoài quy hoạch chung đô thị, Bình Dương còn có các quy hoạch cho từng đô thị. Quy hoạch phân khu được phủ kín 100%. Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 và chương trình phát triển các đô thị trên địa bàn như Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên được xây dựng tuân thủ theo chương trình phát triển đô thị quốc gia và theo định hướng các quy hoạch của tỉnh. Đây là cơ sở để các địa phương lập đề án nâng loại đô thị, có kế hoạch đầu tư và thu hút vốn đầu tư từ nhiều nguồn lực kinh tế để xây mới, cải tạo, chỉnh trang các đô thị hiện hữu. Tỉnh Bình Dương đã phát triển dân số với cái tốc độ rất cao, đô thị hóa rất cao, đến là trên 82%. Và dân số của Bình Dương đến nay là khoảng 2 triệu 6 người. Đặc biệt là người nhập cư thì chúng ta chiếm cái tỷ lệ cũng khá cao trên địa bàn. Và người nhập cư thì chủ yếu là lao động để phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong cái quá trình là triển khai phát triển công nghiệp đồng bộ với lại phát triển là đô thị trong thời gian vừa qua. Việc triển khai quy hoạch và đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, khu nhà ở gắn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, dự kiến quỹ đất bố trí các công trình hạ tầng xã hội đã tạo nên bộ mặt đô thị khang trang và mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Nhiều công trình kiến trúc cảnh quan đô thị đã được đầu tư và hình thành nên những không gian đô thị phát triển theo hướng hiện đại, nghệ thuật, văn minh. Trong lĩnh vực phát triển nhà ở, nhất là nhà ở cho công nhân, người lao động luôn được chính quyền địa phương và nhiều thành phần kinh tế quan tâm. Trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu phát triển 1 triệu nhà ở cho công nhân và người lao động. Đồng thời, tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở thương mại và nhà dân tự xây tăng thêm trên toàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 khoảng 25,3 triệu mét vuông, trong đó 9,7 triệu mét vuông sàn thương mại, 11,5 triệu mét vuông sàn nhà dân tự xây và 4,1 triệu mét vuông sàn nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư. Song song với tiến trình đầu tư phát triển các đô thị mới, các địa phương cũng quan tâm đến các dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các đô thị hiện hữu. Điển hình có thể kể đến việc điều chỉnh công năng các khu đất vốn là trụ sở làm việc cũ để đầu tư xây dựng các công viên cây xanh nhằm nâng cao mảng xanh, tạo lá phổi cho đô thị. Đến nay, toàn tỉnh có 77 công viên kết hợp các khu tập thể dục được xây dựng, cải tạo hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Khoảng 21 công viên đang tiếp tục được đầu tư xây dựng, cải tạo. Đặc biệt, trong thời gian qua, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, trong đó có hệ thống giao thông, được tỉnh chú trọng đầu tư, nâng cấp mở rộng, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển chung của đô thị, tạo nên sự kết nối giao thông vùng, liên khu vực. Những năm qua, mặc dù tỉnh đã chủ động phê duyệt các loại quy hoạch xây dựng, các chương trình phát triển đô thị, nhưng với tốc độ đô thị hóa, sự gia tăng dân số nhanh đã ảnh hưởng đến khả năng phục vụ của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị. Trong công tác lập thẩm định phê duyệt quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, cũng còn bất cập hạn chế, như thiếu sự thống nhất giữa các loại quy hoạch, tính dự báo chưa cao, thiếu tầm nhìn dài hạn. Bên cạnh đó, công tác thu hút đầu tư đối với các khu đô thị, đặc biệt là các khu đô thị có quy mô lớn còn chậm và gặp nhiều khó khăn. Hạ tầng kỹ thuật đô thị của tỉnh chưa đồng bộ, tình trạng ngập úng cục bộ ở một số khu vực chậm được giải quyết. Để khắc phục những hạn chế trên, đồng thời tạo bước đột phá trong phát triển đô thị,
tỉnh Bình Dương đã thực hiện chương trình phát triển đồng bộ hệ thống đô thị gắn với xây dựng thành phố thông minh Bình Dương. Mục tiêu từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh quản lý quá trình đô thị theo hướng bền vững, xây dựng hệ thống đô thị thống nhất hiệu quả, toàn diện, có môi trường sống lành mạnh, thân thiện và có màu sắc, có kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. Các đô thị, theo phân loại và phân cấp quản lý, giữ vai trò chủ động trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đổi mới sáng tạo, trong quá trình quản lý đô thị, cải tạo, chỉnh trang, nâng cao chất lượng đô thị. Dự kiến đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đồng thời tiếp tục triển khai các dự án nền tảng của đề án Thành phố Thông minh Bình Dương, hướng trọng tâm đến lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghiệp 4.0, tăng trưởng thông minh. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Bình Dương đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, trong đó tỉnh thực hiện quy hoạch đầu tư xây dựng các khu vực phát triển đô thị mang tính đồng bộ, bảo đảm khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đáp ứng các yêu cầu theo định hướng đô thị thông minh, tăng trưởng xanh và bền vững, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Với mục tiêu phát triển đồng bộ, hệ thống đô thị gắn với xây dựng thành phố thông minh trong giai đoạn 2021-2025, Bình Dương sẽ phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó tỉnh chú trọng đẩy mạnh đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm của vùng và các công trình trọng điểm quan trọng khác của tỉnh. Ngoài ra, tỉnh từng bước hoàn thành hệ thống cấp nước sạch đô thị và nông thôn toàn tỉnh, đẩy mạnh phát triển hạ tầng xã hội, tập trung hoàn thành và đưa vào hoạt động các công trình phục vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân như bệnh viện 1.500 giường, triển khai đầu tư các công trình thương mại dịch vụ, tăng cường thực hiện công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị. Về phía ngành xây dựng thì chúng tôi là có cái định hướng về cái phát triển đô thị và sắp tới thì sẽ tích hợp vào trong các quy hoạch, đặc biệt là tích hợp vào trong quy hoạch tỉnh. Cái thứ hai là chúng tôi cũng là đang trong cái quá trình rà soát và cập nhật các quy hoạch chung, quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu trên địa bàn để chúng ta từng bước là đảm bảo cái quy hoạch là công tác đi đầu và cái công tác phát triển đô thị là phải đảm bảo tuân thủ theo các quy hoạch đã được phê duyệt. Bên cạnh đó thì cũng có những cái chương trình như là chương trình phát triển đô thị đồng bộ gắn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật thông minh. Đây cũng là một trong những sự kết nối giữa cái việc phát triển đô thị đồng bộ và cái đề án thành phố thông minh để từng bước chúng ta xây dựng cái cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông minh và chúng ta có từng bước có cái quản lý đô thị thông minh. Bên cạnh đó, cái sự quan tâm của các ngành, các cấp và đặc biệt là chính quyền địa phương trong cái việc xây dựng đô thị thông minh, thành phố thông minh rất là quan trọng. Sự chủ động của các ngành, các cấp và địa phương trong cái thời gian sắp tới để mà chúng ta có từng bước có cái kế hoạch lộ trình để phát triển cái đô thị gắn với lại là thành phố thông minh. Và các ngành các cấp, đặc biệt là ngành xây dựng của chúng tôi thì cũng cùng với lại các ngành các cấp sẽ tiếp tục triển khai cái đề án GIS, gọi chung là hệ thống thông tin địa lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương và phát triển cái hệ thống này ngày càng hoàn thiện hơn để chúng ta từng bước có một cơ sở dữ liệu dùng chung hoàn chỉnh để các ngành, các cấp, địa phương chúng ta có thể sử dụng để là phát triển trong cái công tác quản lý nhà nước, quản lý và phát triển đô thị. Bên cạnh đó thì cái việc xây dựng về cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông minh thì chúng ta cần phải có con người thông minh, con người quản lý đô thị thông minh. Đặc biệt rằng là chúng ta phải cải cách về thủ tục hành chính, cải cách một cửa, cải cách về phong cách làm việc của cán bộ công chức cũng như là của các tổ chức, của các đơn vị sở ngành địa phương trong cái thái độ và cái trách nhiệm để phục vụ người dân một cách tốt nhất, mang lại những cái hiệu quả lợi ích đảm bảo và xứng danh với lại cái nội dung và cái đề án mà chúng ta đã đề ra là thành phố Bình Dương sẽ trở thành thành phố thông minh. Cùng với đó, các địa phương cần chú trọng thêm nguồn lực đầu tư từ các doanh nghiệp, thành phần kinh tế khác, cùng với sự đồng lòng của người dân. Các địa phương cũng cần tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng, lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch đô thị với tầm nhìn dài hạn, phù hợp với điều kiện phát triển mới. Chú trọng việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị địa phương trong việc lập và triển khai đồng bộ, tuân thủ theo các quy hoạch được phê duyệt. Chương trình phát triển đô thị Tây Nguyên giai đoạn 21, giai đoạn 25 là một trong những chương trình đột phá của
Ủy ban nhân dân huyện thị xã Tân Uyên khi thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 12 của thị xã Tân Uyên. Vì chúng tôi đang nhận định và quyết tâm đeo đuổi thực hiện cho bằng được cuối năm 2023 thì Tân Uyên sẽ lên thành phố. Và một khi lên thành phố thì gắn với thành phố tức là đô thị. Do đó thì do chúng tôi đang tập trung các cái nguồn lực để chúng tôi thực hiện các cái đầu tư hạ tầng đô thị để đáp ứng tiêu chí đô thị loại 2 thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương. Ở chương trình này thì chúng tôi đã là triển khai nhiều năm nay rồi, tức là trước năm 2021 lận, nhưng mà do cái điều kiện thì do tình hình phát triển thì chưa thực hiện toàn vẹn được. Đó thì giai đoạn 2025 thì chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình phát triển đô thị. Chương trình này thì là một trọng tâm, như tôi nói là trọng tâm trong chương trình đột phá của thị xã Tân Uyên để phục vụ cho cái giai đoạn 2021-2025. Và chúng tôi cũng đã đưa chương trình này vào chương trình phát triển đô thị chung của tỉnh Bình Dương để tỉnh Bình Dương có cái chỉ đạo điều hành chung để chúng tôi tập trung điều hành phát triển đô thị trong thời gian tới. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu xây dựng thị xã Bến Cát trở thành đô thị văn minh, hiện đại. Và trên cơ sở đó thì Ban chấp hành Đảng bộ thị xã cũng đã xây dựng đề án, kế hoạch, đề ra những chủ trương, những giải pháp và lộ trình cụ thể để thực hiện. Trong đó thì về chủ trương là đưa kinh tế xã hội của thị xã tiếp tục phát triển bền vững, xây dựng và phát triển đô thị thị xã Bến Cát theo hướng văn minh, hiện đại, đồng bộ, trên cơ sở khai thác có hiệu quả tất cả các nguồn lực và phấn đấu thì đạt các tiêu chí đô thị loại 2 và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương trước năm 2025. Để thực hiện chủ trương đó thì chúng tôi cũng đề ra và đang tập trung thực hiện các cái giải pháp. Trong đó thứ nhất, các cái giải pháp về công tác quy hoạch và quản lý đô thị. Đặc biệt là hiện nay thì thị xã Bến Cát đang tập trung rà soát và điều chỉnh quy hoạch chung của thị xã cũng như là quy hoạch phân khu các xã phường. Song song đó thì Ban chấp hành Đảng bộ thị xã cũng đề ra nghị quyết về tăng cường công tác lãnh đạo đối với lĩnh vực đất đai và trật tự xây dựng để góp phần cùng với Đảng bộ tỉnh Bình Dương thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng thành phố thông minh và vùng đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Dương. Nhóm giải pháp thứ hai là các giải pháp về huy động nguồn lực và đầu tư phát triển hạ tầng đô thị. Trong đó thì chúng tôi tập trung các nguồn vốn đầu tư công cũng như là huy động các nguồn vốn từ xã hội hóa để đầu tư phát triển cái hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội của thị xã một cách đồng bộ và hiện đại. Và song song đó thì tiến hành chỉnh trang đô thị cũng như là đầu tư phát triển hệ thống các cái thiết chế văn hóa thể thao để mà góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Và nhóm giải pháp thứ ba là chúng tôi tập trung cho công tác tuyên truyền vận động và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, nhất là cái sự tham gia của toàn xã hội trong việc xây dựng đô thị Bến Cát văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Trong đó thì chúng tôi định hướng vận động các tổ chức, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn xây dựng các mô hình, triển khai các phần việc để góp phần thực hiện cái mục tiêu là xây dựng cái đô thị Bến Cát là nó văn minh, xây dựng đô thị văn minh và đồng thời là xây dựng cái đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng tốt hơn. Với những giải pháp trên, tin tưởng rằng thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh hiện đại. Để đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại. Đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước, mà nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.